Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi gặp được một chị khách hàng. Chị bảo rằng là chị đã nói chuyện với tôi qua điện thoại. Thú thật thì tôi cũng nói với chị rằng là thật sự là một cái công việc rất là bận rộn và vẫn muốn tiếp xúc hết tất cả, giải quyết hết tất cả những câu hỏi tư vấn của tất cả những cái khách hàng trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Thì sau khi gợi mở một tí xíu thì tôi nói tôi đã gặp chị rồi, đã nói và gần như chị em rất là hợp. Trong cái câu chuyện lần này tôi sẽ đặt cái tên của một cái video là quyền thừa kế là của ai. Thưa quý vị và các bạn, quyền thừa kế là của ai? Trở lại cái vấn đề về quy định về thừa kế quyền sử dụng đất. Các bạn biết đấy, luật đất đai, luật dân sự từng thời điểm và đều thừa nhận quyền thừa kế, hàng thừa kế. Tuy nhiên rằng để mà vận dụng những cái văn bản như là di chúc, như là tương phân, như là giấy tặng cho thì tùy thời điểm nó có một chút khác nhau. Trở lại vấn đề tôi kể để cho quý vị và các bạn nghe được hiểu thêm. Tôi có một cái khách hàng như thế này. Ông được ba tặng cho một cái quyền sử dụng đất. Nhà ông có hai anh chị em, tổng diện tích là 10.000 mét. Ông được 8.500 và người anh thì được 1.500. Thì tại thời điểm ba ông lập tờ tương phân thì đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và trên cái tờ tương phân đó thì ông đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn và được Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện cấp giấy chứng nhận, cấp giấy đỏ đó quý vị. Thì sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phát sinh là trong 8.500 mét vuông đất của ông có 1.500 mét vuông thừa kế. Và Ủy ban Nhân dân đã ra cái quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông, trở về đất của ba ông. Thì một cái vụ kiện sau nó chỉ tranh chấp 1.500 mét vuông, trong đó quyền sử dụng đất tại thời điểm đó là của ba ông. Tuy nhiên bằng cái cách bổ sung hồ sơ của luật sư thì tôi cho rằng nhà ông có tổng cộng là 10 người. Tất cả mọi người, anh chị em ruột của ông đều thể hiện rằng quyền sử dụng đất này đã được ba định đoạt cho cái ông khách hàng của tôi rồi. Trở lại vấn đề chính của video quyền sử dụng, quyền thừa kế là của ai? Thưa quý vị và các bạn, quyền thừa kế là của ai là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nếu trong trường hợp có tờ tương phân và các anh chị em của họ không, các hàng thừa kế cùng hàng không tranh chấp thì chúng ta sẽ biết được là chính cái người có tên trong tờ tương phân, chính có người có tên trong tờ di chúc. Đặt trường hợp vị khách hàng của tôi, tất cả anh chị em ruột của ông không thừa nhận và cho rằng là sau khi mà tờ tương phân này không còn có giá trị pháp lý nữa, vì tờ tương phân này không được xác nhận chữ ký, không được gì đó, cho nên quyền sử dụng đất tranh chấp 8.500 này trở về là di sản thừa kế của tất cả anh chị em đều cũng là được. Tôi cho rằng cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Tuy nhiên trong một bất kỳ một cái vụ kiện nào mình đi đến tòa, mình đại diện, mình đã tốn thời gian, công sức và tiền bạc cho cái vụ kiện. Và tôi nghĩ rằng không có dễ gì để mà mình chia cái thừa kế. Nếu trong trường hợp các anh chị em đều đồng lòng chia một cái khối tài sản thì các anh chị em phải share cho tôi những cái chi phí trong cái quá trình đi, đứng và làm.
Chứ thực ra trong những cái vụ kiện như vậy, tôi đã đơn thân và tôi đã có những cái chi phí đầu tư, và bây giờ khi được lợi thì chia theo thừa kế, thì rõ ràng đó là một cái bài toán nó không thể nào chấp nhận được. Tôi sẽ làm một cái video sau có tên là quyền thừa kế của bị đơn, để quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Không hẳn là chúng ta sẽ được hưởng thừa kế trong cái vụ tranh chấp kia, và sau đó là sau khi tên của người ta rồi thì mình sẽ tranh chấp. Trong cái video này tôi có để lại cái đường link làm hướng dẫn khởi kiện chia thừa kế, nếu quý vị và các bạn nào có quan tâm thì chúng ta hãy xem nha. Xin cảm ơn vị cái chị khách hàng nữ đã đến văn phòng. Chị đưa cho tôi rất là nhiều thông điệp. Chị bảo với tôi rằng là tôi thấy trong từng video của luật sư của em có những cái mà nó giống tôi và tôi áp dụng. Tôi thấy tôi cũng đã có mời luật sư, tuy nhiên tôi vẫn muốn em đứng vai trò tư vấn. Và nhiều lắm, chị đưa cho tôi nhiều những cái kiến thức, và tôi nghĩ trong từng cái góc của cái hồ sơ, tại vì hồ sơ này là hồ sơ tranh tụng ở tòa án, thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn mỗi một cái góc pháp luật về thế nào là vắng mặt, thế nào là cưỡng chế đo vẽ, để quý vị và các bạn hiểu thêm khi chúng ta khởi kiện ở tòa, chúng ta cần phải biết rõ, nắm lấy những cái quy định của pháp luật để chúng ta vận dụng một cách có lợi cho chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn chị đã đưa cho tôi những cái kiến thức, và từ cái kiến thức này tôi sẽ tặng lại, thông qua cái kiến thức của tôi sẽ tặng lại cho các cả quý ông bà, cô bác và anh chị trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Video tới thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn quyền thừa kế của bị đơn. Chúng ta hãy chờ xem nhé.